tiền. Gia đình là gì cá. Con đi mua bánh mì. Chú ơi cho con một ít tiền con đi mua bánh mì. Thôi mà chú. Ai hai lấy tiền trong cái lòng. Khi nghe thấy cái cổng phía trước rồi khi nghe. Con có mấy đứa rồi hả? Ừ. Chú. Ai nghe chú vũ rồi. Chồng. xoài dưới kia vừa xoài. Hello, what's your name? My name is
kính đẹp, kính đẹp mà kính kính chứ đâu có phải kính đâu. Hello, what's your name? My name is Gabriel. Chúng mày nè, rầm 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 nè. Đây các bạn, bây giờ chỗ này dơ rầm 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 các bạn xem. Coi chậm nha các bạn. Chỗ này là hai cái bọn lưới, với lại là một tấm lưới nó lướt lưới B40. Rồi, kết thúc hành trình. Đây, con mua vé xong nè. Đây, đưa vé cho các bạn coi nè. Đây là vé. Rồi, đi vô. Con đưa vé cho chú đi. Bây giờ mới gom lại điểm nè. Đưa vé cho cô chú. Ba người. Đó, có ba vé đó. Đây, đây, đây. Em bước vào bên này đứng cát em. Bây giờ mừng là giảm 2 chú. Bước bầu vé giảm 2 chú. Ê, 2 chú mày. Chưa có vé chưa được vô cút ra. Chưa cái vé mà cứ đợi vô. Không biết ngồi giờ. Rồi, đây, vô công viên nước rồi nha. Lâu nè, Kiên. Đi dép đi. Lâu nè, đây là con, Kiên. Để đó, đậu đi. Đậu. Không, không đậu là nó đau á. Không có mở. Đây chơi bên hai đi. Kệ, ướt rồi bỏ. Ướt bình thường. Ừ. Ừ. Hả? Cái gì? Dép mà để trong phơi của ba. Lát vô trong đó kìa. Nghe, tắm đi. Không có phao. Đi tới chơi bên hai đi con. Rồi, đi vô tắm đi, tắm tiếp đi. Rồi lát vô trong kia nghe, ba ngồi trong kia nha. Đừng có ra sao nha con. Tắm trong cạn thôi. Về cho không kịp. Nặng
về chứ không kịp con, đi. Đi cơ, mày dế vào đi. Vô tắm rửa sạch sẽ. Đã ghê quá. Rồi, đi. Bye bye nha. Bye bye con Mi nước Thanh Long nha.